29. An Dân, An Dân, An Dân, người đâu? Phải gọi người đâu? Bà đó lo cho thúc rồi hả? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Chúng ta trúng kế rồi. Cẩn thận chú công. Tào Tháo, ngươi xem ngươi đã làm gì? Dám mượn lúc uống say làm chuyện bất chính với Châu Thị, quả phụ của lão tướng quân. Ngươi rõ ràng là ức hiếp Nguyễn Thành, ta không có người. Bắt lấy chú công, chạy đi. Chúng ta trúng kế rồi. Mau lên, mau lên, dậy đi, chạy mau. Thanh kiếm của ta đâu rồi? Binh khí của ta cũng không thấy đâu hết. Đại ca, mau chạy đi. Đi mau, đi mau, đi mau. Mau lên, mau lên. Uống tiếp. Đi chết đi. Mau. Hả? Đại ca, bọn chúng lấy trộm hết ngựa của chúng ta rồi. Bên kia có người tới kìa. Hả? Chúng ta bị bao vây rồi. Trời. 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 Nhanh lên. Đi. Đuổi theo cho ta. Dạ. Đại ca, Tào Hùng, mau dẫn chú công đi đi. Bảo trọng. Đại ca, mau lên. Ta mà đích ta bỏ mã Nguyễn Thành. Đi thôi, đi thôi đại ca. Đã cảm thấy không ổn rồi, nên mới chạy qua nơi đóng trại của người hộ tống. Mình đã đánh với nhau rồi phụ thân à. Binh mã của Trường Thu ở khắp nơi. Phụ thân, mau lên ngựa chạy đi phụ thân. Trời, trời, trời à, chạy. Phụ thân mau chạy đi. Mau đi đại ca. Mau chạy đi. Mau lên. Mau chạy đi. Đại ca. Mau lên. Mau lên. Mau lên ngựa đi. Đại ca. Đại ca, lên ngựa. Ôi.
tàu không? Mau dẫn chúa công chạy mau! Chạy đi! Đi mau! Đi mau! Mau chạy đi phụ thân! Mau đi! Trương Phụ. Giả Văn Hòa nói quả không sai. Bên phía bộ khúc tạo doanh căn phòng nghiêm ngặt. Ngài xem, khu trại bên Thanh Châu lại không có mấy ai phòng bị hết. Lúc lính Thanh Châu công đánh thành Từ Châu, tuy cũng quy danh hiển hách, nhưng trước khi Hạ Hậu Đôn dẫn binh tới cũng chỉ là nắm cát rồi. Lên! Lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Đi lên! Lên! Coi kìa, làm sao đây? Cố thủ doanh trại thông báo khúc ổ cố thủ, có kẻ xuất binh cứu viện kém. Cứ nhìn họ bị giết sạch hết sao? Nhìn theo thế tấn công của quân địch, chắc chắn bên ngoài có phục binh chờ chúng ta tới cứu. Chúng ta bất động, quân địch không thể đánh vào quân doanh trại của chúng ta. Có thể chờ sau khi chúa công trở về mới tính tiếp. Được, tại hạ dẫn theo một nhóm người ngựa tiếp ứng cho chúa công, ra từ cửa sau doanh trại vòng qua phía cổng thành chờ ở đó. Được, đi đi. Dạ. Chẳng lẽ không được để chúng chạy thoát? Để lại ca, nhận lấy. Mở mở cổng thành. Chết rồi, có cậu treo. Đại ca, mau chạy đi. Mau lên đại ca. Nhan Nhi, đại ca là Tử Tôn. Nhan Nhi, Tử Tôn. Nhan Nhi, chạy mau, phụ thương mau chạy đi. Nhan Nhi. Đại ca. Phụ thân con tới đây. Nhan Nhi. Nhan Nhi. Nhan Nhi. Quân sư quả nhiên diệu kế, vốn dĩ các tướng sĩ đều không đồng lòng với ta, bây giờ bỏ một thẩm nương đổi lại được cả sự đồng lòng của mấy vạn binh mã. Tiếc là bên cạnh Tào Tháo có mãnh tướng như Điểm Di và Tào Ngang bảo vệ, vẫn để hắn chạy thoát được. Bao tướng quân, quân của Tào Tháo đã rút lui về Vũ Âm. Đại doanh Thanh Châu đã bị quân chúng ta đánh bại, bại binh đang tiến gần về phía Vũ Âm. Đuổi theo. Lệnh Hồ Sa Nhi dẫn theo binh từ phía sau truy đuổi mãnh liệt cho ta, thừa loạn và giết cho hắn không còn manh giáp. Dạ. Khoan đã. Dạ. Chú công, con người Tào Tháo giỏi dụng binh, bây giờ trong lúc đại bại, khó tránh hắn có phục binh phía sau. Hồ Sa Nhi lại là một người lỗ mãng, giờ đuổi theo, tôi cho rằng sẽ trúng mai phục.
hiện giờ Tào Tháo đã bị đánh cho chạy mất mạng, ở đâu mà còn mai phục chứ? Truyền lệnh xuống, đuổi theo. Dạ. Chú công, nếu nhất định phải đuổi theo, vậy thì bây giờ chúng ta lên đường ngay, đi gặp Hồ Sa Nhi. Cũng được. Mau mang áo giáp của ta tới, ta phải đích thân truy sát Tào Tháo. Làm gì vậy? Tướng quân, tướng quân mà đuổi theo mà ở đây ung dung vui vẻ sao? Tào Tháo bị tướng quân đánh đại bại, các binh sĩ cả đêm không ngủ, thật sự không còn tinh thần gì nữa. Ở đây nghỉ ngơi một lát. Nếu như mọi người đều vất vả cả đêm, nghỉ ngơi một lát cũng tốt. Truyền lệnh, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Tạ tướng quân. Tạ tướng quân. Tạ tướng quân. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi nửa canh giờ kìa. Uống miếng nước đi. Được, nghỉ rồi. Uống miếng nước coi. Thêm nước nha. Đây. Sảng khoái thiệt. Bây giờ đã quá. Lên cho ta. Sống lên. Xin các ông hãy tha cho chúng tôi đi. Nói, giấu việc mà đâu. Chúng tôi đã cho các ông rồi mà. Ông, ông đây có lấy bao nhiêu đâu? Tiền bạc châu báu của các ngươi qua bao đời, làm gì mà ít vậy? Đã đưa hết cho các ông thật rồi. Xin các ông hãy tha cho chúng tôi. Hãy tha cho chúng tôi không đi. Không có cái gì. Giết chết ai đó. Làm ơn tha cho chúng tôi với. Làm ơn tha mà đi. Tướng quân, tướng quân. Ai kêu các người tới đây? Tướng quân. Ông lấy tư cách gì quản chúng tôi? Đắc tội với Hạ Hầu tướng quân, ông gánh có nổi không? Dù tướng quân, hiện nay quân binh cũng tan rồi, các huynh đệ cũng chết không ít, cướp chút đồ đi ăn ngủ nhà họ đâu phải là vì bản thân đâu. Các người đều xuất thân từ Sơn Tặc, cũng đều bị quan lại ức hiếp mới tạo phản. Nhưng mà những gì các người làm hôm nay có khác gì so với bọn chúng đâu. Khi đó Tào tướng quân khoan thứ cho các người, cho các người cơ hội lập công. Nhưng các người coi thường quân pháp, Tào tướng quân dám đạp lúa non mà còn cắt tóc thay đầu. Hôm nay các người ở đây ngang nhiên cướp bóc, ta cũng chỉ có thể dùng quân pháp để nói chuyện với các ngươi thôi. Ứng Thanh Châu do Hạ Hầu tướng quân trực tiếp quản lý, ông không có quyền giết chúng tôi. Tướng quân khác nhau, nhưng mà quân pháp giống nhau. Giết. Ngươi khoan. Chuyện này không trách ngươi được, đứng lên đi. Dạ. Tào Tháo bại binh đánh lén, giết chết Hồ Sa Nhi, đáng lẽ là đại thắng, bây giờ chỉ có thể coi như ngang bằng. Lúc nãy sau khi Hồ Sa Nhi trúng mai phục, nếu như tu chỉnh lại rồi đuổi theo thì có thể đánh bại quân Tào. Bởi vì quân Tào dù sao cũng đã bại trận, đang dội rút quân. Đáng tiếc Hồ Sa Nhi tử trận, mất đi thời cơ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Mời. Bây giờ tướng quân có đồng ý nghe tại hạ không? Lúc nãy không nghe quân sư dẫn tới thất bại, sau này Quyến Thành đều do quân sư làm chủ. Theo ý tại hạ thì bây giờ tướng quân viết một lá thư cho Tào Tháo, trong thư chỉ trích hành vi bất lương đó, đồng thời bày tỏ hôm nay tiếp chiến đều xuất phát từ sự phẫn nộ làm nhục thẩm lương của các tướng. Tào Tháo đọc thư tự biết đuối lý, cũng không nói được gì. Đem sự việc này đổ cho các tướng, ngài cũng có thể để lại một con đường lui về sau cho mình. Nhưng mà với sự thông minh của Tào Tháo, chắc chắn sẽ biết chuyện của thẩm nương là do chúng ta bày kế. Chúng ta còn viết thư chỉ trích, chẳng phải càng khiến hắn giận dữ hay sao? Yên tâm đi, binh mã lần này của Tào Tháo hao tổn nguyên khí, trong lòng hắn đã hiểu rất rõ. Ngài đưa lá thư này đi, ngược lại cho hắn cái bậc để bước xuống, cũng cho hắn cái lý do để đưa binh về Hứa Xương. Không thì các tướng dưới trướng của hắn mà đòi báo thù rửa hận,
thì hắn cũng không dễ giải quyết. Ý của người là ngài viết xong thư đưa đi, mắng hắn ức hiếp Thẩm Nương không bằng loài cầm thú, cứ dựa vào chuyện này mắng càng dữ càng tốt, hắn sẽ càng cảm kích ngài đó. Trận chiến Nguyễn Thành, lính bộ khúc quân ta tử trận 1515 người, bị thương 6142 người, chạy trốn bỏ đội 6 người, tổn thất quân mã 871 con. Đệ tướng tử trận 3 người. Điển Di, Tào An Dân, Tào Ngang. Lính Thanh Châu chết 1872 người, bị thương 9567 người, chạy trốn vô số. Hai vạn người bây giờ trở về còn chưa tới 300. Lính Thanh Châu tốt nhất vẫn là đi trồng ruộng, đánh thắng trận thì còn được, nếu bại trận sẽ trở thành một lũ ô hợp. Chủ yếu vẫn là Hà Hầu Đôn, Hà Hầu Nguyên không có tới. Lính Thanh Châu là do một tay hai người huấn luyện, các tướng lĩnh khác rõ ràng là không chỉ huy được. Chúa công, người của ngươi cũng trốn hết rồi. Chúa công, binh mã của Thanh Châu chúng ta rõ ràng không phải bỏ trốn, mà là Vu Cấm đã giết chết. Cái gì? Nói đi. Chúa công, Vu Cấm mưu phản, dọc đường truy sát tàn quân Thanh Châu, hầu như ông ta gặp người nào giết người đó, cho nên mọi người đều bị hoảng sợ, lũ lượt trốn về nhà hết rồi. Chúa công, tên họ Vu thừa loạn giết hết bao nhiêu lính Thanh Châu của chúng ta, bây giờ chúng đang bố trí người ngựa phòng bị ở ngoài Nam Thành. Ngài ra lệnh một tiếng, thần đem đầu của hắn trở về đây. Vu Cấm để giết bộ hạ của ngươi ở đâu? Ở trong một ngôi làng. Người nói dối mà cũng không xong nữa, đã cho rút lui rồi, ngươi vào trong làng để làm cái gì? Còn không phải là đi cướp bóc của bá tánh hay sao? Tiểu nhân biết sai rồi, xin chúa công tha mạng. Xin chúa công tha mạng. Chúa công của người cũng biết sai rồi, nhưng mà con trai của ta Tào Ngang, ai tướng của ta là Điển Vi, Tào An Dân, mạng của họ đâu? Trời ơi! Đại ca, để tin là gièm pha, trách nhầm Vu tướng quân. Xin huynh hạ lệnh để phải đi tái chiến Nguyễn Thành. Lần này nhất định phải đem đầu của Giả Hữu và Trương Tú trở về đây. Tại sao đệ vẫn chưa hiểu? Chiến dịch Nguyễn Thành, lính Thanh Châu của đệ quân kỹ lỏng lẻo không làm được gì, tu chỉnh nửa tháng ở huyện Vũ Âm toàn bộ rút quân về Hứa Xương. Đại ca, huynh không cho huynh đệ chúng ta cơ hội để trả thù, đệ không phục. Báo, người đâu?
Lộ ra ngoài. Dạ. Đi đi. Dạ. Đại ca. Đại ca, thư của Trương Tú. Chúa công, lần này thất bại. Làm gì? Hạ Hầu Đôn, chuyện này ta cảm thấy rất xấu hổ, đừng nhắc tới nữa. Bây giờ muốn đánh trống khua kiêng, tiếp tục chiến công, chẳng phải là làm lớn chuyện, để người trong thiên hạ cười ta hay sao? Hả? Đại ca, tình cảm nam nữ, hao binh tổn tướng, không đáng đâu. Cút! Quên đừng nói nữa mà. Đi đi. Đi đi mà. Đi ra ngoài đi. Đi đi. Đại ca, ra ngoài thành truyền lệnh đi. Dạ. Trận chiến Nguyễn Thành, Giả Hữu bại kế, Tào Tháo đại bại, tổn binh mất tướng hơn 3 vạn. Trưởng tử Tào Ngang, cháu họ Tào An Dân, ái tướng Điển Dị tử chiến. Tào Tháo đau lòng cực độ, gạt nước mắt rút quân. Tướng quân à, ở đây cứ giao lại cho tôi coi, ngày mau đi giải thích đi. Giải thích cái gì? Hạ Hầu tướng quân dẫn theo tên đạo binh đó đi tìm chúa công rồi, chắc chắn sẽ nói chuyện ngài lạm sát lính Thanh Châu đó. Thủ thành quan trọng, Trường Tú không biết có quay lại giao chiến nữa hay không. Bây giờ đâu còn thời gian để quan tâm chuyện đó. Hơn nữa ta đâu có lạm sát, tất cả những binh sĩ ta giết đều phạm quân pháp mà. Hạ Hầu tướng quân là huynh đệ cùng tộc với chúa công, hơn nữa tên đạo binh chắc chắn không nói chuyện mình hành hung cướp giật. Đừng có để chúa công nghe lời một phía của họ, lát nữa để yên lòng lính Thanh Châu, hạ một lệnh là đầu ngài khó giữ luôn đó. Đầu giữ được không là vấn đề của chúa công, bảo vệ thành mà có chuyện đó là vấn đề của ta. Ta không quản được chuyện của chúa công, chỉ có thể làm tốt việc của mình thôi. Được rồi, ngài đừng quan tâm nữa. Nè, đưa cho ta. Chúa. Hiệu quý Bình Lộ, vô cấm nghe lệnh. Vô cấm tiếp lệnh. Tướng quân, nàng ở Vô Thủy, tướng quân chỉnh lý, dẹp loạn kiên nhẫn, có khí tiết bất khả lai động. Dù là danh tướng xưa cũng không hơn được ngài. Nàng truyền khẩu dụ của thừa tướng, gia phong khách làm, ít thọ đình hầu. Dạ. Đa tạ Tào tướng quân. Chúa công không vấn đề, ta cũng không vấn đề. Có đúng không? À đúng. Vô tướng quân giỏi lắm. Chúng ta làm việc đi. Làm việc đi. À, làm việc, làm việc. À, làm việc đi.
Chúa công, vợ châu Mục Lưu bị tập hợp tàn binh bị đánh bại khi đó, từ kho Hứa Xương lấy ra ít lương thảo, lại quay về tiểu bái rồi. Chúa công à. Chúa công. Tránh ra. Dạ, tổ tổ. Tránh ra. Tổ tổ bình tĩnh trả đi con mà. Trai lại tổ, cho tổ. Tào Mạnh Đức, trả con trai lại cho thiếp. Thiếp cho tử tu đi theo chàng Tòng Quân là vì bên cạnh chàng có nhiều người bảo vệ cho nó. Tuân Dực, kết quả thì sao? Tuân Dực, chàng để cho nó lần đầu ra trận đã chết thảm ở trên sa trường. Nếu không phải do bọn Trương Tú tìm lại được thi thể của nó đem về, cả mặt mũi của con trai thiếp thiếp cũng không gặp được. Chàng trả con trai thiếp lại cho thiếp. Trả con trai thiếp lại đây. Trả con trai thiếp lại đây. Tẩu tẩu. Tẩu tẩu bớt nói lại đi. Con trai. Chàng cũng không dễ chịu đâu mà. Tự liêm tự hiếu. Tẩu tẩu. Ta có lỗi với nàng. Thật ra trong lòng của ta, ta thích nhất là đứa con Tào Ngang này. Đã như vậy rồi, có gây nữa cũng vô ích. Ta biết trong lòng của nàng đang nghĩ những gì. Mẹ sang vì con, vốn dĩ nàng là chính thê nguyên phối của ta. Nhưng vì trước giờ không có con cái, Lưu phu nhân khi sinh tử tu thì sinh khó rồi qua đời. Nên sau khi giao Tào Ngang lại cho nàng, trước giờ nàng luôn xem nó như là con ruột, nuôi lớn Tào Ngang. Mẫu tử nương tựa nhau. Nàng cũng biết dưới gối bị phu nhân của Tào Phi, Tào Thực. Bỗng dưng Tào Ngang mất rồi, nàng không còn nơi nương tựa nữa, có đúng không? Ta biết các vị phu nhân xem thường biện phu nhân, cảm thấy nàng ấy xuất thân ca kỵ thanh lâu. Nhưng mọi người không biết, mỗi khi ta nhìn thấy nàng ấy cứ như nhìn thấy bản thân của mình. Lúc còn trẻ ta cũng bị người khác coi thường, hễ một chút là bàn chuyện ta là hậu nhân của Hoạn Quan. Ta dựa vào bản thân mình, từng chút dành tới địa vị ngày hôm nay. Cho nên trong các phu nhân thì ta lại tâm sự với vị phu nhân nhiều nhất. Nếu đã nương mình trong thế loạn thì phải làm nên chuyện, tất nhiên là phải chuẩn bị cho sự trả giá. Muốn làm anh hùng thì không có an nhàn, muốn làm phu nhân của anh hùng thì càng không có. Ta biết trong lòng của nàng đang nghĩ như thế nào. Ngày mai ta sẽ giao Tào Phi cho nàng, giữ được địa vị của nàng trong Tào phủ cũng coi như là chút bù đắp lại cho nàng. Ai cần địa vị? Thiếp chỉ cần tử tu của thiếp mà thôi. Chàng đã hứa với thiếp, chàng đã hứa với thiếp sẽ hết mực bảo vệ cho tử tu của chúng ta mà.
chàng đã hứa với thiếp sẽ hết mực chăm sóc cho Tử Tu mà. Phu nhân. Nhưng mà chàng vì một người phụ nữ khác mà hại Tử Tu của chúng ta không bao giờ trở về được nữa. Nó là đứa con ngoan biết chừng nào, mạnh đức. Thiếp chỉ có một đứa con này. Thiếp chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận được thứ gì đó từ con của mình. Tử Tu chết là gì chàng? Chuyện này không có gì có thể thay đổi được đâu, chàng có hiểu không? Phu nhân. Chuyện này làm sao mới phải đây? Quân ta bị tổn thất khá nặng ở Quyển Thành, Diên Thuật lại xưng đế ở Thọ Xuân. Nếu như lại tiếp tục bắt ta với Lữ Bố thì Hứa Sương như trứng để đầu đẳng. Thần đã phái Lưu Quyền Đức trồng trọt ở Hạ Phi để phòng lỡ có bất trắc, chắc có thể chống cự được một lúc. Bệ hạ, lần này Lữ Bố đã đánh bại Lưu Quyền Đức, nếu như có thêm cả Diên Thuật, Lưu Bị có thể chống đỡ được. Theo thần thấy, trước mắt chỉ có Tào Thừa Tướng mới có thể nương tựa. Chẳng phải ông ta đang đau buồn mất con? Cộng thêm nguyên phó phu nhân của ông ta lại quay về quê, đau buồn căm giận tới nỗi không có tâm lo chuyện nữa sao? Dạ phải. Nếu Tào Thừa Tướng đã đau lòng như vậy, hay là để ông ta nghỉ ngơi đi, dưỡng tốt sức khỏe, tạm thời có thể xem thử động tĩnh của Lữ Bố rồi tính. Đúng. Thừa Tướng cố gắng nghỉ ngơi, vợ bỏ con xa đau buồn lắm. Nếu bệ hạ đã nói như vậy, cũng vừa lúc để cho quần thần xem thử, nếu như Tào Tháo Thừa Tướng không quản việc gì hết thì Giang Sơn Hán Thất có còn bền chắc nữa hay không. Thần cáo lui. Tiểu tử này đúng là cùng một ruột với Tào Tháo. Trước đây trẫm chính là mắt lừa hắn mới tới Hứa Sương. Dạ phải. Nếu như trước kia chúng ta không tới Hứa Sương mà còn ở Lạc Dương, bây giờ cũng không biết đang ở đâu. Diên Thuật xưng đế, thánh thượng trong phút chốc trở thành kẻ địch. Tôi còn nghe nói Diên Thuật có ý xin cưới con gái của Lữ Bố. Nếu như chuyện này mà thành, vậy thì bước tiếp theo tất nhiên chúng sẽ tấn công Hứa Sương, cộng thêm Diên Thiệu ở phía được bắc rồi. Nữa đừng nhắc chuyện này nữa. Bây giờ thánh thượng đã không cho ta quản, ta cũng vui vẻ mong được thanh nhà. Huống hồ trận chiến ở Quyển Thành cũng cho thấy lính Thanh Châu quân kỹ rời rạc, Hạ Hầu Nguyên, Hạ Hầu Đôn bận luyện binh, Tuần Duật, Mao Giới đang thu lương thảo, làm gì mà có sức lực đi lo mấy chuyện đó chứ. Thật ra theo tôi thấy, Tào Thừa Tướng chẳng qua là vì nỗi đau mất con, cộng thêm việc Đinh phu nhân bỏ đi, cho nên vô tâm lo liệu. Chúa công! Chúa công, thánh giá tới rồi. Hả? Nào, đừng quản. Sao người lại tới đây? Đi. Khấu kiến bệ hạ. Thánh thượng giá lâm, không kịp nên đón, thần khủng hoảng bất an. Tào Thừa Tướng, thiên hạ hỗn loạn như vậy, canh ở trong phủ yên thân quá ha.
thần đại bại ở Quyển Thành, thẹn với thiên tử, đồng thời mất đi trưởng tử, trưởng phu nhân đem về Trần Lưu, thật sự lực bất tòng tâm. Lực bất tòng tâm, e là khanh muốn trẫm vào quần thần xem thử. Không có khanh, trẫm có còn ngồi vững vị trí này hay không, phải không? Thần muôn phần không dám. Trẫm đã chờ nửa tháng, chờ được là đích thực viên thuật phái Hàn Vận tới chỗ Lữ Bố hỏi cưới. Nếu hai nhà kết thông gia, thừa tướng khanh còn không ra làm việc, e là trẫm cũng không thể tiếp tục ở lại Hứa Xương được nữa. Nếu thanh thượng đã nói như vậy, thần có một việc như nghẹn ở trong họng, không nói không được. Thần lo sợ vẫn còn cẩn thận không phục, danh bất chính thì ngôn bất thuận. Khẩn xin thánh thượng hạ một bức chiếu thư, ban thần tiếp việc, nắm quyền quân sự, minh mã thiên hạ. Khanh không sợ đoạt mất quyền đại tướng quân của Viên Thiệu, ông ta sẽ không vui sao? Viên Thiệu Viên Thuật vốn là người một nhà, cho dù thần công phạt người nào thì người kia cũng sẽ không được vui đâu. Đem bút mực tới, bây giờ trẫm sẽ ban danh phận cho khanh. Tướng quân. Quân sư, Tào Tháo viết thư cho tướng quân, nói hiện nay Viên Thuật làm phản Hán thất xưng đế, đại nghịch bất đạo, cũng đều là Hán thần, coi như bỏ hết hiểu lầm, hợp sức cùng giết giặc này. Tào Công đoán thiên tử phò trợ quốc chính, uy hiển hách chinh chiến Tư Hải, tướng quân nên cùng người này hợp mưu sách, mưu cầu một sự yên ổn thật sự. Nếu kết thân với Viên Thuật sẽ mang tiếng bất nghĩa với thiên hạ, tướng quân như vậy sẽ hết sức nguy hiểm đó. Các người lùi xuống hết đi. Dạ. Trần Khuê, ông với Viên Thuật có giao hảo từ nhỏ, tại sao giờ này lại ngăn cản tướng quân kết thân với Viên Thuật chứ? Viên Thuật đoạt quyền là đại sự quốc gia, còn chuyện thân quen thuở nhỏ chỉ là tình cảm cá nhân. Năm xưa tướng quân có công tiêu diệt loạn quốc nghịch tặc Đổng Trác, tại sao ông lại khuyên ngài ấy về cùng đội ngũ với giặc? Tào Tháo làm vậy chẳng qua là chia rẽ quan hệ giữa tướng quân và Viên Thuật mà thôi, là mưu kế công phá từng người. Nếu tướng quân hối hôn thì đúng là trúng ngay kế của hắn rồi. Xin tướng quân suy nghĩ kỹ. Cho dù thế nào, Viên Thuật là mưu phản, hợp nhất cùng phản tặc. Ta là một tướng quân của Hán thất, không thể nào làm chuyện phản nghịch như vậy được. Tướng quân minh giám, tại hạ giờ sẽ sai người ngựa đuổi theo Hàn Vận sứ giả xin cưới của Viên Thuật, dẫn hắn về đây. Đưa con gái và của hồi môn về đây. Còn về tên Hàn Vận thì ta với hắn cũng không có gì nói hết. Ngươi trực tiếp bảo con trai ngươi Trần Đăng đưa hắn tới Hứa Xương xin thánh thượng xử trí là được. Con người này nhìn vào thì đúng là người có học thật đó, nhưng mà sao cứ ỷ tài xem thường người khác vậy, cứ không chịu an phận. Sao hắn không chịu hiểu, tuy ta là một đại tướng quân không ai địch nổi thật, nhưng thật ra cũng chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn mà thôi. Còn ngồi đó làm gì, mau đi đi. Dạ tướng quân. Nhanh lên đi, quỳ xuống. Tội thần Hàn Vận